Anh em đã từng thấy một cái răng nắp mạch máy mà nó bị cháy xém như vậy chưa? Và đây chính là cái răng mạch máy của một con Isuzu NPR. Và cái chiếc xe này đã chạy được hơn 300.000 cây số rồi. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ cho các anh em thấy là một cái động cơ Isuzu, và cái động cơ này là động cơ 4G1 nhá. Ha, thì nó sẽ như thế nào. Và các bạn thấy đây là cái dòng mạch máy sau khi mà bên mình tháo ra. Thì cái chiếc xe này đến với bên mình với tình trạng bị sôi nước rất là nặng. Và do đó là sau khi mà kiểm tra tất cả các bộ phận thì mình quyết định là mở cái mạch máy để kiểm tra cái dòng mạch máy. Và khi mà mở ra thì không ngoài cái dự đoán của bên mình, cái dòng mạch máy nó đã cháy xém hết toàn bộ ha. Đây các bạn hãy nhìn cái dòng mạch máy của cái động cơ Isuzu NPR này. Đây là chính là cái dòng động cơ 4GG1. Cái dòng động cơ này gắn được trên rất nhiều các cái dòng Isuzu khác nhau. Và đây là một cái động cơ có thể nói là tiêu chuẩn toàn cầu nha các bạn. Ở rất nhiều các quốc gia phát triển thì các bạn để ý, các bạn cũng thấy là hãng Isuzu người ta cũng trang bị cái động cơ 4GG1 này. Và đây là cái công đoạn quan trọng nhất trong cái quá trình mà bên mình ráp cái nắp máy, đó chính là xích lực các cái bu lông lốc máy nha các bạn. Thì cái này đòi hỏi cái người thợ phải có kinh nghiệm thì người ta xiết mới vừa tay và cái lực xiết nó vừa đủ. Và cái này á thì anh em có thể thấy là những người thợ bên mình là chỉ có một anh duy nhất là thực hiện cái công đoạn này mà thôi. Còn những anh em khác là chỉ có tháo ráp hoặc là gắn những cái bộ phận cơ bản. Và đây bên mình bắt đầu tiến hành gắn cái dàn cò ha. Đó, thì các bạn thấy là có một anh duy nhất, đó là anh Trung, và anh sẽ tiến hành là siết các cái con ốc này nữa. Thì trong kinh nghiệm của nhiều người sửa xe thì người ta sẽ siết cái lực nó vừa đủ. Còn nếu mà anh em mà mới vào nghề hoặc là chưa quen thì có thể làm bứt ốc này kia. Rất là nhiều cái trường hợp xảy ra đối với những cái động cơ nó đã cũ như thế này. Và đây là cái công đoạn mà bên mình sẽ tiến hành gắn cái kim phun ha. Thì các bạn thấy là đối với những cái dòng động cơ ga điện á, khi mà những cái gara nào mà họ chuyên làm về cái ga điện này thì mỗi một lần mà họ gắn cái kim phun họ làm rất là cẩn thận nha. Nếu không thì có khả năng là cái kim phun nó sẽ không có được sạch cái bề mặt nó, nên là khi anh em gắn cái kim vào nó hay bị cái tình trạng giống như là bị xì chân kim, hay là các cái tình trạng mà bị xì hơi lên, và nó làm cho cái việc chúng ta lại phải tháo cái nắp dàn cò ra để chúng ta gắn lại cái kim phun, rất là mất thời gian nha. Và xích lực vừa đủ để cho gá các cái cây kim phun này. Những cái công đoạn này thì không đòi hỏi quá tỉ mỉ, nên là anh em thấy một người thợ khác là gắn lên đó. Và quan trọng nhất của cái giai đoạn này là phải làm sạch, thật là sạch cái bề mặt của các cái đế khi mà chúng ta gắn kim phun vào. Và tiếp tục là gắn các cái ống dầu vào trong kim phun. Thì đối với cái động cơ 4GG1 này, các bạn sẽ thấy cái hệ thống kim phun của nó nằm hoàn toàn ở trong cái nắp dàn cò. Nó chỉ lộ cái đầu lên là cái van điện và cái ống dầu hồi thôi. Và đây là cái công đoạn mà bên mình gắn toàn bộ động cơ và tiến hành là xả gió cho cái hệ thống nước làm mát nha. Và cái chiếc xe này các bạn thấy hơi thừa ra cũng tương đối, tuy nhiên là xe vẫn còn rất là khỏe nha. Và cái hơi thừa này thì đương nhiên cái xe nào cũ thì đều phải gặp phải, nên anh em không quá lo lắng nha. Sau khi mà bên mình tiến hành nổ máy để xả, dùng nước lọc để mình xúc sạch cái lốc máy ra, thì sau đó bên mình sẽ tiến hành là đổ nước làm mát mới vô. Đây là cái công đoạn bắt buộc khi mà các bạn muốn thay nước làm mát cho cái động cơ này. Đây các bạn thấy là sau khi mà dùng nước lọc vệ sinh sạch cái lốc máy thì bên mình sẽ tiến hành đổ nước làm mát mới vô nha. Như vậy là kết thúc cái quá trình bên mình bảo dưỡng thay cái mặt răng mặt máy cho cái động cơ 4GG1 Isuzu này nha.